Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cho phép giao thông tạm thời qua cầu vượt Mai Dịch mở rộng từ hôm nay ngày 6 tháng 5 cho đến khi có quyết định bàn giao chính thức cho chính quyền quản lý. Cầu vượt Mai Dịch nằm ở nút giao thông quan trọng giữa đường Vành Đai 3 và đường Hồ Tùng Mậu, thẳng trên quốc lộ 32 hướng tâm vào thành phố. Phần mở rộng là hai cầu kết cấu sắt, áp sát hai bên cầu vượt hiện hữu bê tông cốt thép, mỗi bên rộng 7,7 mét. Theo ghi nhận sáng sớm ngày 6 tháng 5, việc đưa vào khai thác phần cầu vượt Mai Dịch mở rộng đã giúp nút giao thông qua khu vực này thông thoáng, không còn ùn ứ như trước. Như vậy, sau khoảng một năm thi công và một tháng bỏ không, dù đã hoàn thiện, cầu vượt Mai Dịch mở rộng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long mới được các cấp có thẩm quyền cấp phép cho người dân sử dụng tạm.